Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức